Báo Trung Quốc bình luận việc Ấn hợp tác quốc phòng. Quý vị thân mến, trang Sina của Trung Quốc cho rằng là Việt Nam có thể tiết kiệm rất nhiều ngân sách quốc phòng nếu tính đến phương án hợp tác mua vũ khí cùng Ấn Độ. Theo trang Sina, hiện nay, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển rất là tốt đẹp. Hai quốc gia đang là đối tác chiến lược của nhau trên nhiều lĩnh vực. Quân đội Ấn Độ trong tương lai gần sẽ nhận được hàng trăm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 từ Nga, đi kèm với rất nhiều hệ thống pháo tự hành công nghệ cao mua của Hàn Quốc. Quốc gia Nam Á có kế hoạch trang bị 1.657 xe tăng T-90 vào năm 2020, trong đó 1.000 chiếc được cấp giấy lắp ráp tại chỗ. Mặt khác, thì Việt Nam hiện đã chi 250 triệu đô la cho hợp đồng mua 64 xe tăng T-90S và T-90SK, dĩ nhiên đi kèm theo số lượng lớn đạn pháo cỡ 125mm và có thể bao gồm cả tên lửa phóng quang đồng loại AT-11. Sina đặt ra câu hỏi là nếu hai đối tác chiến lược về quốc phòng tại châu Á chia sẻ nhiều lợi ích trong khu vực mà cùng liên kết ký một thương vụ mua sắm vũ khí lớn, thì Moscow sẽ đồng ý giảm giá bán chăng? Sina cung cấp thêm thông tin là ngoài xe tăng T-90S, Việt Nam được cho là còn quan tâm đến cả pháo tự hành bánh xích K-9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất. Đây cũng là vũ khí sắp có mặt tại Ấn Độ khi New Delhi đã công bố dự định mua trên 100 hệ thống. Ấn Độ mua được K-9 với giá rẻ hơn 30% so với các đối tác khác. Điều này có được là vì họ đã đặt hàng số lượng lớn, mang lại lợi thế về quy mô, cho nên nếu như Việt Nam tham gia vào được thì dĩ nhiên cũng được hưởng lợi nhiều. Sina viết, trong thời gian dài vừa qua, do vấn đề tài chính mà Việt Nam thường chỉ mua lượng nhỏ vũ khí trang bị dẫn tới không nhận được ưu đãi về giá. Tuy nhiên, nếu trong thời gian tới mà Việt Nam liên kết được cùng Ấn Độ để mua sắm các loại mà hai bên cùng quan tâm sẽ giúp tiết kiệm được một khoản ngân sách vô cùng đáng kể. Trang Sina cho rằng vì vậy mà đây là một phương án truyền thông được Việt Nam nêu ra và có khả năng sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Đặc nhiệm Việt Nam có súng mạnh ngang Đức. Trong cuộc diễn tập khủng bố vừa qua, đặc nhiệm Đức đã phô diễn trang bị tối tân của mình, trong đó có khẩu MP5A3. Được biết, loại súng MP5A3 được đặc nhiệm Đức trang bị hiện cũng được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm Việt Nam. Thông tin này được biết đến qua triển lãm thành tựu KTXH 2015. Tại sự kiện này, Công an Việt Nam đã trình làng dàn vũ khí cực hiện đại, trong đó có tiểu liên MP5A3 của lực lượng đặc nhiệm. MP5A3 là súng tiểu liên 9x x 19mm được thiết kế phát triển vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc nhánh công xưởng Tây Đức của Heckler & Koch GmbH. Tiểu liên MP5A3 lần đầu tiên được giới thiệu năm 1966 với tên gọi là HK-54. Tên MP5 xuất phát từ Machine Pistol 5, súng tiểu liên mẫu số 5. Do sự thành công của mẫu G3, công ty HNK quyết định phát triển 4 nhóm súng với cỡ đạn khác nhau dựa trên thiết kế mẫu G3 7,62 x 51mm NATO, 7,62 x 39mm M43, 5,56 x 45mm NATO, 9 x 19mm Parabellum. Khẩu MP5 là mẫu thứ tư có tên ban đầu là HK-54. Súng dùng đạn cỡ 9 x 19mm, tầm bắn hiệu quả 100m, tốc độ bắn 725-800 phát một phút, có thể lắp thêm đèn chiếu laser điểm đỏ LP1 hoặc cùng kính ngắm tác chiến. MP5 là khẩu súng có uy lực bắn vừa phải, nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi bắn, tốc độ bắn nhanh, nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi. Thông số kỹ thuật, súng có khối lượng 2,5kg, chiều dài 470mm, nòng dài 260mm, súng được trang bị băng đạn 30 viên. Chính vì thế, khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới ưa dùng như đặc nhiệm Hải quân Mỹ Navy SEAL, đặc nhiệm SWAT của Mỹ, Hiến binh Pháp, đặc nhiệm GSG-9 của Đức. Việt Nam cũng đã trang bị cho một số hạn chế lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát cơ động của mình khẩu SMGPK. Đây là biến thể của khẩu MP5A3 do công ty sản xuất vũ khí quốc doanh POF của Pakistan tại Rawalpindi sản xuất theo giấy phép của công ty Heckler & Koch. Dấu hiệu Ấn Độ sẵn sàng cho giao tranh với Trung Quốc. The Times of India cho biết quân đội Ấn Độ đã được nâng mức cảnh báo quân sự và đã tăng cường binh lực và bố trí vũ khí trên toàn tuyến biên giới phía đông. Theo giới chức Ấn Độ, điều này có nghĩa là khu vực cao nguyên Doklam, Động Lãng đã được đặt trong tình trạng không có hòa bình nhưng cũng không có chiến tranh. Binh lính Ấn Độ cũng nhận chỉ thị chỉ phòng thủ. Trong khi đó, hãng PTI của Ấn Độ nói rằng quân đội Ấn Độ đã tăng cường chuẩn bị cho chiến sự và gia tăng mức độ cảnh báo trên 1.400 km biên giới Sikkim
cùng bang Arunachal Pradesh, Trung Quốc gọi là vùng tạng Nam. Thông thường, Ấn Độ sẽ nâng mức cảnh báo này vào mùa thu, tuy nhiên năm nay nước này đã nâng mức cảnh báo sớm về quân sự sớm hơn. Quan chức Ấn Độ cho biết, điều này nhằm thể hiện sự thận trọng của chúng tôi buộc phải làm sau khi cân nhắc tình hình hiện tại. Động thái tăng binh được đề cập sau khi quân đội Trung Ấn ngày 11 tháng 8, lần đầu tiên kể từ vụ đối đầu leo thang hồi tháng 6, tổ chức hội đàm dưới quốc kỳ cấp thiếu tướng tại cửa khẩu biên giới Nathula giữa hai nước. Hội đàm dưới quốc kỳ là hội nghị định kỳ được thỏa thuận giữa Trung Quốc và Ấn Độ nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong vấn đề biên giới giữa hai nước. Hôm 8 tháng 8, song phương đã tổ chức hội đàm cấp chỉ huy lữ đoàn nhằm phá thế bế tắc ở Doklam nhưng kết thúc thất bại. Theo Times of India, trong hội đàm song phương đã trao đổi ý kiến, cố gắng kiểm soát tình hình nhưng không thu được kết quả. Phía Trung Quốc vẫn giữ yêu cầu Ấn Độ rút quân trước khỏi địa điểm xảy ra đối đầu, trong khi phía Ấn Độ muốn Bắc Kinh thu về các trang thiết bị để tu sửa con đường ở ngã ba biên giới Trung Ấn Bhutan. Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley trong cuộc họp ngày 11 tháng 8 nói rằng quân đội Ấn Độ đã sẵn sàng cho mọi tình huống liên quan đến căng thẳng biên giới Trung Ấn. Ông Jaitley cũng bác bỏ các thông tin cho rằng binh sĩ Ấn Độ thiếu đạn dược và nếu có chiến tranh cũng chỉ đủ sức cầm cự trong vòng 20 ngày. Lực lượng phòng vệ Ấn Độ có đủ vũ khí để chiến đấu đến cùng, không ai có quyền nghi ngờ về trang thiết bị vũ khí của quân đội Ấn Độ. Song song với các động thái trên, quân lính Ấn Độ cũng đã ra lệnh sơ tán người dân tại làng Nathang, bang Sikkim, gần khu vực cao nguyên Doklam, Động Lãng, theo Nhân dân Nhật Báo hôm 10 tháng 8. Báo này viết trên Twitter rằng quân lính Ấn Độ đã ra lệnh sơ tán người dân và được đăng kèm một bức ảnh với chú thích rằng quân lính Ấn Độ và hai xe quân sự đã vượt qua đường biên giới được hai nước thừa nhận. Tờ The New Indian Express cũng đưa tin rằng hơn 100 người dân tại làng Nathang đã được yêu cầu rời bỏ nhà cửa tìm nơi an toàn nhằm đề phòng tình hình tại Doklam leo thang thành một cuộc chiến tranh ngắn ngày. Khủng hoảng quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra khi nhóm công nhân xây dựng Trung Quốc bị phát hiện đang mở rộng một con đường ở vùng Doklam, khu vực cả Trung Quốc và Bhutan đều tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Là quốc gia có quan hệ đặc biệt với Bhutan, Ấn Độ đã điều quân tới ngăn cản việc mở rộng đường này. Chính quyền Bắc Kinh giận dữ với động thái đó cho rằng New Delhi không có quyền can thiệp vào việc của họ và yêu cầu Ấn Độ rút quân. Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không chấp nhận điều này, cho rằng việc xây đường của Trung Quốc ở khu vực gần với biên giới của Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc cũng là mối đe dọa với an ninh của khu vực Đông Bắc của Ấn Độ. Trung Quốc nhiều lần lặp lại cảnh báo tình hình biên giới có thể leo thang thành xung đột nếu Ấn Độ không chịu ra lệnh rút quân. Thiện xạ bất đắc dĩ lập công lớn, hạ gục 5 xe tăng đập nát chiến thuật trâu rừng. Quý vị thính giả thân mến, bắn phát đầu tiên đạn vẫn gần, Thái Tăng thước ngắm lên 1800 bắn phát thứ hai, chiếc xe tăng địch bùng cháy cùng với thông báo từ sở chỉ huy đạn trúng. Trong chiến tranh, không hiếm những tình huống bất ngờ xảy ra ngoài dự kiến, song nếu có một bản lĩnh vững vàng, người chiến sĩ vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí là lập công lớn. Đó là chuyện thường gặp trong chiến tranh và một trong số đó là câu chuyện của Đại tá Nguyễn Văn Thái, nguyên phó tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp. Tháng 3 năm 1972, Thiếu úy Nguyễn Văn Thái đang giữ chức vụ đại đội trưởng đại đội 6, tiểu đoàn 512, trung đoàn xe tăng 203. Lúc này, đơn vị anh đang ở vị trí tập kết tại khu vực đập Cẩm Ly của Quảng Bình. Để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, anh tham gia cùng đoàn cán bộ của Sư đoàn Bộ binh 308 và mặt trận B5 đi trinh sát chiến trường. Nhiệm vụ trinh sát chưa xong thì Nguyễn Văn Thái được lệnh quay ra để đón đơn vị vào. Đường quay ra do trinh sát của mặt trận dẫn. Lạ nước lạ cái nên anh chỉ biết lẳng lặng đi theo họ. Đến phía bắc Miếu Bái Sơn khoảng 4-5 km thì đoàn gặp buộc đơn vị xe tăng đang cơ động vào. Thái mừng quá, bèn vẫy cho chiếc xe đi đầu dừng lại, định hỏi thăm đại đội xe tăng 6 có đi cùng không và đang ở đâu. Không ngờ một người đang đứng trên cửa trưởng xe hỏi vọng xuống, đồng chí là Thái phải không? Khi anh gật đầu xác nhận thì người đó nói luôn, từ giờ phút này, đồng chí là đại đội trưởng đại đội 7, đây là đơn vị của đồng chí. Thái thực sự ngạc nhiên, sao lại có đoàn bổ nhiệm cán bộ như bỏ bom thế này? Chưa kịp phản ứng ra sao thì người đó lại nói tiếp luôn, nhiệm vụ của đại đội đồng chí là đi theo đường công binh mới mở để đánh vào Đông Hà. Đi cùng với đại đội đồng chí có xe của chính trị viên phó tiểu đoàn động quốc sự ở phía sau kia. Còn tôi chỉ biết truyền đạt lại lệnh của trung đoàn thế thôi. Mãi sau này anh mới biết người truyền đạt mệnh lệnh cho anh đêm hôm ấy là trợ lý quân lực của binh chủng tăng thiết giáp.
Vậy là Nguyễn Văn Thái đã chính thức trở thành đại đội trưởng đại đội 7 trong hoàn cảnh như thế. Không chút ngần ngừ và cũng chẳng kịp hỏi vì nguyên cớ gì mà lại có chuyện bổ nhiệm bất ngờ như vậy, Nguyễn Văn Thái lên xe chỉ huy và thực hành ngay quyền đại đội trưởng đưa đơn vị đến vị trí tập kết chiến đấu theo quy định. Cho đến chiều hôm sau, trong buổi hội ý bàn kế hoạch chiến đấu, anh biết chắc chắn là ở đại đội này mình chỉ biết duy nhất một người, đó là trung đội trưởng Tím, người đồng đội cùng quê, cùng nhập ngũ một ngày. Nhiệm vụ của đại đội xe tăng 7 là tiến công Đông Hà từ hướng Bắc. Muốn vậy trước hết phải dỗ được cứ điểm Quán Ngang. Sau khi nắm tình hình địch qua bộ binh và trinh sát sơ bộ, vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, Thái quyết định tiến công Quán Ngang theo hai hướng, trong đó hướng chủ yếu là từ phía Tây và hướng đón lõng ở phía Nam. 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 1972, trận đánh bắt đầu. Dưới áp lực dữ dội của pháo xe tăng và các loại hỏa lực của bộ binh, sau hơn 1 giờ chống trả quyết liệt, quân đồn trú tại Quán Ngang buộc phải rút chạy. Tuy nhiên, ý định thừa thắng tiến công Đông Hà theo quốc lộ 1 đã không thực hiện được vì dân chúng chạy loạn quá đông. Sau đó, địch lại đánh sập cầu Đông Hà, biến con sông Hiếu thành một vật cản thiên nhiên lợi hại cản bước quân ta. Vậy là mới nắm đơn vị được chưa đầy 2 ngày, với bản lĩnh chiến đấu vững vàng, Nguyễn Văn Thái đã chỉ huy đơn vị giành thắng lợi đầu tiên. Điều đó cũng giúp cho anh giành được sự tin cậy của cán bộ chiến sĩ trong đại đội. Sau những ngày đầu chiến dịch, giành chiến thắng vang dội, cuộc tiến công trên mặt trận Quảng Trị bị chững lại trước sự kháng cự mãnh liệt của các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đồn trú ở đây. Đặc biệt, trong ngày 9 tháng 4 năm 1972, xe tăng ta bị tổn thất khá lớn trên tất cả các hướng. Sau khi nghiên cứu các thủ đoạn của địch, các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp và Trung đoàn xe tăng 203 rút ra kết luận, để chống lại sức tiến công rất mạnh mẽ của xe tăng ta, địch đã áp dụng chiến thuật trâu rừng, đưa xe tăng ra các công sự ở tiền duyên phòng ngự để tạo thành lớp vỏ thép. Khi nằm trong công sự, xe tăng sẽ nắm được lợi thế rất lớn là khó bị tiêu diệt, trong khi quan sát và tiêu diệt đối phương đang lộ diện rất dễ dàng. Để giảm tổn thất và giành thắng lợi, phía ta cần thiết và phải phá bằng được thủ đoạn này của địch trong đợt 2 của chiến dịch bắt đầu ngày 27 tháng 4. Chỉ độc trị độc, để phá chiến thuật này của địch, bên ta cũng áp dụng biện pháp tương tự là bí mật đưa xe tăng xuống các công sự bắn đã chuẩn bị sẵn sàng trong tầm bắn hiệu quả để diệt xe tăng pháo chống tăng của địch. Khi thời cơ trở nên thuận lợi mới triển khai xung phong, tuy nhiên về phía ta thực hiện thủ đoạn này rất khó vì phải giữ bí mật khi làm công sự cũng như khi bí mật đến gần địch. Cái gì dù khó đến đâu cũng sẽ có giải pháp, và chính từ quan sát, nghiên cứu thực tế, ta sẽ tìm ra giải pháp, và giải pháp đó là lợi dụng tiếng nổ của bom đạn địch để làm công sự. Do đây là giai đoạn hết sức ác liệt trên chiến trường Quảng Trị, không gian lúc nào cũng âm ỉ tiếng bom đạn, nên công binh trung đoàn đã lợi dụng điều đó, dùng bọc phá đào công sự bắn cho xe tăng ở khoảng cách đến tiền duyên phòng ngự của địch chỉ khoảng 1.500m mà vẫn đảm bảo giữ được bí mật. Nửa đêm 26 tháng 4, đại đội xe tăng 7 xuất phát, đại đội trưởng Nguyễn Văn Thái chỉ huy trực tiếp trung đội 1 vào chiếm lĩnh trận địa bắn. Với chân dầu nhỏ và các biện pháp giữ bí mật khác, đơn vị đã vào chiếm công sự bắn lúc 5 giờ sáng ngày 27 tháng 4 mà địch ở cao điểm 37 và các cứ điểm xung quanh vẫn không hề phát hiện ra. Xe đại đội trưởng nằm chính giữa có nhiệm vụ diệt địch ở trung tâm. Xe đồng chí vừa ở bên trái có nhiệm vụ diệt địch ở bên trái và điểm cao 35. Xe đồng chí Tím bên phải có nhiệm vụ diệt địch ở bên phải cứ điểm và hướng cầu Lai Phước, một phần thông tin nối dây để ba xe có thể liên lạc hữu tiếng với nhau mà không cần mở đài. 7 giờ sáng ngày 27 tháng 4, có lệnh nổ súng. Đại đội trưởng Thái ra lệnh cho các xe tập trung quan sát phát hiện xe tăng địch trong công sự để tiêu diệt. Pháo thủ hồ trên xe của anh bắn liền 5 phát. Tuy nhiên do bên phía địch cũng chống trả quyết liệt, lại có pháo từ nơi khác bắn về nên khói bụi mù mịt không thể quan sát được kết quả bắn. Lúc này, đạn pháo cũng làm đường dây điện thoại bị đứt, nên Thái buộc phải mở đài vô tuyến điện để chỉ huy. Và cũng chính vì vậy anh mới được sở chỉ huy cho biết mấy phát đạn vừa rồi chẳng trúng mục tiêu nào cả. Kéo đầu pháo thủ sang một bên rồi ghé mắt nhìn vào ngắm kính, Thái chột dạ thấy cậu ta để thước ngắm có 1.200, với lại khói bụi rất mù mịt nên nhìn sang phía địch rất mờ. Biết pháo thủ hồ cũng mới nhập ngũ và mới chỉ trải qua lớp học đào tạo pháo thủ ngắn ngày nên kinh nghiệm chưa nhiều, trong khi đó bản thân mình đã được huấn luyện bắn rất cơ bản ở ngoài Bắc nên Thái quyết định tự mình sẽ bắn. Anh lệnh cho pháo thủ hồ sang buồng pháo 2, vứt hết vỏ đạn ra ngoài và phụ cho pháo 2 nạp đạn, liên tục đạn xuyên nhé. Hồ vừa thụt người xuống là Thái tuồn luôn xuống ghế pháo thủ. Anh tăng thước ngắm lên 1.500 rồi ngắm cẩn thận và thắp pháo một chiếc tăng trong hầm địch đang ẩn hiện mờ mờ sau làn khói. Trước khi bóp cò, Thái bấm công tắc gọi sở chỉ huy nhờ quan sát giúp đường đạn.
Phát bắn đầu tiên đạn vẫn gần, Thái tăng thức ngắm lên 1.800 bắn phát thứ hai. Chiếc xe tăng địch bùng cháy cùng với thông báo từ sở chỉ huy, đạn trúng. Thái bắn tiếp phát thứ ba, đạn tiếp tục trúng một xe nữa. Biết đây là thức ngắm chính xác, anh đã lên đài thông báo cho hai xe bạn cùng sử dụng. Từ lúc đó, hiệu quả bắn của trung đội 1 tăng lên rõ rệt. Riêng Nguyễn Văn Thái với bài phát đạn xuyên đã bắn cháy 5 xe tăng địch. Không chịu được sức ép quá lớn là bị mất lớp vỏ cứng tạo nên từ xe tăng, nên quân địch phòng ngự trên dải điểm cao 32-37 kéo nhau bỏ chạy. Tuyến phòng thủ phía tây nam Đông Hà vỡ một mảng lớn, tạo điều kiện để quân ta giải phóng Đông Hà vào ngày 28 tháng 4 năm 1972 và toàn tỉnh Quảng Trị mấy ngày sau đó. Thế mới rõ, nếu được huấn luyện bài bản và có bản lĩnh vững vàng, thì dù hoàn cảnh có bất thường đến đâu, người chiến sĩ vẫn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nguồn gốc động cơ cặp Gepard thứ hai của Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, trong báo cáo tài chính năm 2015 do nhà máy đóng tàu Zelenodos Cộng hòa Tatarstan của Nga công bố vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 cho biết, vấn đề quan trọng trong tiến trình đóng tàu Gepard 3.9 thứ 3 và 4 cho Việt Nam là động cơ thuốc pin khí. Trước đây, hầu hết tàu chiến của Hải quân Nga và tàu chiến Nga xuất khẩu gần như sử dụng động cơ thuốc pin khí của hãng Zoria Mazbroek ở Nikolaev, Ukraine. Sau khi Nga sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, các giao dịch cung ứng động cơ từ Ukraine chấm dứt, gây ảnh hưởng lớn đến ngành đóng tàu chiến của Nga và ảnh hưởng đến khách hàng nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Theo hợp đồng, động cơ của hai tàu Gepard của Việt Nam trang bị loại thuốc binh khí M44E của Zoria Mazbroek. Sau khi Ukraine không giao hàng cho Nga, phía Việt Nam đã đàm phán với Ukraine về vấn đề động cơ này. Cuối cùng, Ukraine và Việt Nam ký kết thỏa thuận để Ukraine giao động cơ cho Việt Nam, rồi Việt Nam chuyển cho nhà máy. Các thủ tục hoàn tất vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 và đến ngày 17 tháng 10 năm 2015, động cơ M44E đã được giao cho nhà máy Zelenodonsk để lắp ráp cho hai tàu Gepard của Việt Nam. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố do chính công ty đóng tàu Nga tuyên bố. Cụ thể, hồi đầu tháng 1 năm 2016, ông Alexander Kabov, phó tổng giám đốc thứ nhất nhà máy đóng tàu Zelenodonsk, tuyên bố với tờ VPK Nga rằng tàu cặp Gepard thứ hai của Việt Nam được trang bị động cơ do Đức sản xuất. Theo ông Alexander Kapov, hai con tàu này được sử dụng động cơ và bộ truyền động của Đức. Trong phát biểu của mình, ông Kapov cho biết, việc đóng hai tàu Gepard cho Việt Nam sẽ được tiến hành theo đúng kế hoạch và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng. Ông nhấn mạnh, không có bất kỳ vấn đề nào với châu Âu, các công ty MAN và REC của Đức sẽ cung cấp động cơ và thiết bị truyền động cho hai tàu Gepard. Họ đã được cho phép xuất khẩu các sản phẩm này sang Nga thông qua các đối tác khác là Việt Nam. Hãng TASS dẫn tuyên bố của ông Rinat Mustahov, tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodonsk cho biết, cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ hai của Việt Nam hiện đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm đầu tiên và đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Theo kế hoạch, giữa năm 2017, cặp chiến hạm này sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam. Vị giám đốc này cho biết thêm, công tác đào tạo kiếp thủy thủ sẽ bắt đầu được tiến hành vào cuối quý 1 và dự kiến kết thúc vào giữa năm nay. Cùng thời điểm hoàn tất thử nghiệm, điểm đặc biệt là những thủy thủ này sẽ được đào tạo trên chính cặp chiến hạm của mình. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.